cập nhật tình hình COVID-19 tối ngày 6 tháng 4. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin thế giới, Nhật sắp ban bố tình trạng khẩn cấp. Số ca nhiễm không triệu chứng ở Trung Quốc tiếp tục tăng. Trốn cách ly COVID-19 ở Hàn Quốc, 3 sinh viên Việt Nam có thể bị trục xuất. Cảnh sát Philippines bắn chết người vi phạm lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19. Bản tin Việt Nam, nhóm người trong khu cách ly tụ tập ăn nhậu. Hà Nội phát hiện trường hợp ủ bệnh COVID-19 tới 24 ngày. Bệnh nhân số 237, người Thụy Điển, mắc COVID-19 không hợp tác điều trị. Phi công người Anh mắc COVID-19 đầu tiên ở Ba Bút Hà, phải can thiệp ECMO. COVID-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau với hơn 1,2 triệu ca nhiễm, gần 70.000 người chết và hơn 260.000 người đã hồi phục. Nhật sắp ban bố tình trạng khẩn cấp. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến công bố kế hoạch khẩn cấp trong ngày hôm nay và ban bố tình trạng khẩn cấp tại các thành phố lớn như Tokyo, Osaka và tỉnh Hyogo sớm nhất vào ngày 7 tháng 4. Thông tin được đưa ra sau khi số ca nhiễm nCoV tại thủ đô Tokyo vượt hơn 1.000 ca. Chính phủ Nhật đang chịu nhiều áp lực do bị chỉ trích là hành động chậm chạp so với nhiều quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, số người nhiễm COVID-19 đang tăng vọt. Nước này hiện ghi nhận hơn 3.600 người nhiễm nCoV, trong đó có 85 người đã chết. Số ca nhiễm không triệu chứng ở Trung Quốc tiếp tục tăng. Số ca nhiễm không có triệu chứng ở Trung Quốc đang tăng lên trong bối cảnh Bắc Kinh chật vật dập dịch dù đã áp dụng những biện pháp cách ly xã hội quyết liệt. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 6 tháng 4 cho biết thêm 78 trường hợp nhiễm COVID-19 không có triệu chứng được ghi nhận vào cuối ngày 5 tháng 4. Con số này là 47 của một ngày trước đó. Trong số các ca bệnh có triệu chứng mới được ghi nhận, 38 trường hợp là ca bệnh nhập khẩu, nhiều hơn so với con số 25 của một ngày trước đó. Tính đến ngày 5 tháng 4, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 81.708 ca nhiễm và 3.331 trường hợp tử vong do virus corona. Trốn cách ly COVID-19 ở Hàn Quốc, 3 sinh viên Việt Nam có thể bị trục xuất. 3 du học sinh người Việt Nam đối mặt với việc có thể bị trục xuất sau khi bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ vì rời khu vực tự cách ly mà không được cho phép. Theo Yonhang Ibu, 3 người này gồm 2 nữ và 1 nam, đều ở lứa tuổi ngoài 20. Họ bị bắt 5 giờ đồng hồ sau khi trốn ra một công viên gần khu vực cách ly. Một quan chức của tỉnh Bắc Gyeolla cho biết họ đã báo cáo vụ việc này lên Bộ Tư pháp Hàn Quốc và cơ quan này sẽ sớm quyết định có trục xuất 3 người vi phạm nói trên ra khỏi Hàn Quốc hay không sau khi mở cuộc điều tra. Cảnh sát Philippines bắn chết người vi phạm lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19. Nạn nhân là ông Johnny Vinat, 63 tuổi, khi đó trong tình trạng say xỉn đã phàn nàn về thực phẩm mà chính quyền cung cấp trong thời điểm phong tỏa ngăn dịch COVID-19. Ông Vinat không đeo khẩu trang, vung dao làm loạn tại chốt kiểm tra và đòi ra khu phong tỏa nên bị một cảnh sát bắn trúng đầu tử vong. Cảnh sát quốc gia Philippines thông báo đang điều tra vụ việc và cam kết tuân thủ quy định pháp luật và nhân quyền trong quá trình thi hành quy định phong tỏa ngăn dịch COVID-19. Ngay trước đó một ngày, Tổng thống Philippines cảnh báo sẽ ra lệnh cho cảnh sát và quân đội bắn bất kỳ ai gây rắc rối và đe dọa đến đội ngũ y tế. Bản tin Việt Nam, nhóm người trong khu cách ly tụ tập ăn nhậu. Chiều ngày 3 tháng 4, tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa, một nhóm khoảng 30 người tập trung ăn nhậu trong một phòng lớn. Sự việc bị phát hiện khi một số hình ảnh đăng lên mạng xã hội. Nhóm này là lao động Việt Nam tại Lào, nhập cảnh về nước và buộc phải đi cách ly theo quy định. Khi gần hết thời gian cách ly, họ tổ chức ăn mừng, đặt mua gà, vịt, trứng lộn, hoa quả, bia rượu từ bên ngoài đưa vào trong. Ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa cho hay, huyện này đang làm rõ để xử lý vụ người dân trong khu cách ly tụ tập ăn nhậu trái với quy định về phòng chống COVID-19. Hà Nội phát hiện trường hợp ủ bệnh COVID-19 tới 24 ngày. Sáng ngày 6 tháng 4, phát biểu kết luận buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng hậu quả của dịch COVID-19 đến nay chưa thể tính toán được vì dịch bệnh chưa biết thời gian kết thúc. Theo ông Trung, Hà Nội hiện nay vẫn là địa bàn có ca nhiễm bệnh nhiều nhất cả nước, đặc biệt có những ca nhiễm bệnh bên ngoài cộng đồng nhưng không xác định được F0 lây nhiễm. Do vậy, ông Trung đề nghị các cơ quan nhà nước phải làm nghiêm túc các biện pháp phòng chống COVID-19. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông tin một bệnh nhân 47 tuổi ở Mê Linh đi khám tại khoa miễn dịch dị ứng bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 cho kết quả dương tính với COVID-19. Cụ thể, ngày 4 tháng 4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, đến tối ngày 5 tháng 4 cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Như vậy, ca này là 24 ngày mới phát hiện dương tính COVID-19. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận rõ, không được chủ quan với các trường hợp như vậy, ông Nguyễn Đức Trung cho hay. Bệnh nhân thứ 237 người Thụy Điển mắc COVID-19 không hợp tác điều trị. Bệnh nhân thứ 237 người Thụy Điển có lịch trình di chuyển phức tạp, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Theo ghi nhận của phóng viên, bệnh nhân số 237 không hợp tác với các y bác sĩ tại bệnh viện, khiến công tác chữa bệnh cho bệnh nhân này gặp nhiều khó khăn. Ngoài thái độ thiếu hợp tác, bệnh nhân còn không đeo khẩu trang trong khu vực điều trị. Phía các y bác sĩ phải thuyết phục thì bệnh nhân mới nghiêm chỉnh chấp hành. Trong khi đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho hay ca đầu tiên mắc COVID-19 liên quan đến quán Ba Bút Hà ở quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh nhân thứ 91, phi công người Anh 43 tuổi, suy hô hấp nặng, phải can thiệp ECMO. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay có 18 trường hợp mắc COVID-19 và hàng trăm người phải lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến ổ dịch ở quán Ba Bút Hà từ ca bệnh đầu tiên là phi công người Anh này. Sáng ngày 6 tháng 4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp và phía trước chúng ta còn tiềm ẩn không ít rủi ro, nguy cơ, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan, không thể lơi lỏng. Nhưng nếu toàn dân đồng lòng, toàn dân chống dịch, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về dịch COVID-19.